Bởi vậy trong tình yêu có lúc chúng ta là hạnh phúc, có lúc thật buồn và cũng giống như Messi, nó vừa có vị cay nồng của hương ga, vừa có vị dịu ngọt của glucose. Nhưng điều rồi tình yêu có làm được chủ và Messi có mua được lòng trung thành của người tiêu dùng, chúng ta hãy cùng xem chuyện tình chàng ngọ nghẹ phần 2. Cưới nhau được 3 năm lọ, các bạn có biết chuyện gì đã xảy ra giữa lọ nghẹ và công chúa không? Không nói làm sao mà biết đúng không? Để kể cho nghe. Quay lại nữa. Vào một hôm nọ, đêm không sao, trăng lên cao, mưa rơi rơi, con tim rơi rơi. Công chúa nghĩ về chuyện đời, công chúa nghĩ về chuyện tình. Nàng bỗng cảm thấy ngán ngẩm vì ngày nào cũng phải uống mỗi loại Pepsi mà hoàng tử đưa cho. Trước cái cơ hội đó, mẹ của loài nòi đã sai ba con sói đến dụ dỗ, ngu quớ và gọi mời công chúa bằng những thức uống khác nhau. Tần 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 vậy là công chúa đã rơi vào con đường rượu chè. Ngày nào cũng là cào quán nhậu, quán ba vũ trường. Và nàng đã trở thành người con gái bột nhậu. Thấy bạch tạng xa ngã, chàng ngọ nghẹ thắt là đau lòng. Đức từng đoạn ruột. Nhưng biết được không bỏ cuộc, chàng đã quyết định lấy iPhone 6 ra, chọn Google tìm mấy địa chỉ của vị sẹt bà vàng và quyết định lái taxi lên núi Nga Mi. Thế là gặp được vị đẹp ba ba. Tăng 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 vị đẹp ba ba đây sao? Đẹp quá ho. Gặp được vị đẹp ba ba, chàng mừng rỡ kể lại về chuyện tình rối ren của mình. Xót lòng cho chàng trai trẻ, bà tặng cho chàng một đùi Pepsi đủ loại và một món quà rất ư là đặc biệt. Con à, con có biết cái đó là cái gì không? Diễm My đó mà. Trong này nó có những bí quyết rất là hữu dụng. Hôm ngày nào đó tới cần xài đến đó đấy nha. Anh nhớ, nhận lấy quà, chàng lọ nghè giọt lẹ xuống núi. Trở về cái cung điện của công chúa. Công chúa ơi, vô đi. Thấy công chúa thân xác hoang tàn không nhận ra, thế là chàng lọ nghè nhá hàng liền. Uống đi công chúa, an hoa nè, sự tính nè, bị mai nè, uống đi giọng kén đi công chúa. Uống Pepsi vào, mới uống vào thì nó tê tê, phút sau thì thấy tê tê cả người. Thế là công chúa đam mê quá, bạch tạng ngày cũng uống, đêm cũng uống. Ta nói nhiều lúc có uống Pepsi mà chịu cơm luôn à. Uống kiến đó bị một con heo vậy đó. Nàng lấy cái gương ra soi mình trong gương. Gương kia ngự ở trên tường thế gian. Ai mặc được dược như ta? Ôi sao vậy, con chú này vậy? Mặc quá. Không cam tâm, không chung với heo, chàng được nhớ đến cái USB mà bị chàng bà đưa cho. Chàng bóc ra, tâm vào
cái cơm buông to sờ khẩu đĩa lên và tìm thấy cái founder mẹ thế thôi, công thức tay ở đây nè. Chàng mừng gỡ vào viện nghiên cứu điều chế ra Pepsi chai ở giúp cho công chúa giảm béo. Cũng đi công chúa có thể giảm béo mà phải ngăn ngừa được bệnh đái đường nữa đó. Lò nghẹt tung tăng đã uống được vài ngày thì công chúa đột nhiên sụt cân đi hẳn. Nàng đã lấy được đường cong của mình và công chúa và lò nghẹt hạnh phúc bên nhau mãi mãi trọn đời trọn. Câu chuyện đến đây đã hết rồi. Xin cảm ơn sự lắng nghe quan tâm của các bạn và chương trình cũng như là video clip vừa quảng cáo của chúng mình mang tính nhà đã vườn, mong các bạn hãy hoan tình yêu ra.